được chiến thắng với tỷ số đậm 6-0 trước Indonesia ở lượt trận cuối bảng A. Trước đó thì các cô gái Việt Nam đã có trận hòa một đều trước đội tuyển nữ Thái Lan. Và đây là đội hình ra sân của các cầu thủ Việt Nam. Trong khung thành là thủ môn áo số 14 Trần Thị Kim Thanh. Bộ tứ hậu vệ gồm có số 2 là Trần Thị Hồng Nhung, số 3 là Trương Thị Kiều, số 15 Phạm Thị Tươi, số 22 là Nguyễn Thị Xuyến, Isabel, số 5 là Long Moria, số 8 là Dolino Alessa, số 14 đó là Bernan Mia. Ba cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ gồm có Rodrigo, Kathleen Camin, số 7, số 11 đó là Impelido Patrick Mia. Và như vậy hiệp 1 trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Philippines ở nội dung bóng đá nữ kỳ SEA Games 30 đã chính thức diễn ra. Với sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà, nhưng trên sân Binan thì lúc này cũng đang có rất nhiều cổ động viên Việt Nam. Đây là tình huống lên bóng của các cầu thủ áo đỏ. Cơ hội dứt điểm không vào. Đó là tình huống đột phá của số 23 Nguyễn Thị Bích Thùy. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận đấu tìm đến các cầu thủ Việt Nam. Đó là một pha làm tường rất hay của Quỳnh Như. Trong tình huống dứt điểm thì Bích Thùy đã quyết định thực hiện một cú sút vào góc xa khung thành. Đường chuyền vào. Dứt điểm rất đáng tiếc, đó là một tình huống băng cắt của cầu thủ bên phía Việt Nam, đó là số 7 Tuyết Dung. Đang liên tục là những đợt tấn công của những nhà đương kim vô địch. À, Tuyết Dung, đó là Nguyễn Thị Vạn và Quỳnh Nhân. Cũng không có gì khó khăn đối với thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Ở trận đấu trước Indonesia thì Trần Thị Kim Thanh đã được huấn luyện viên Mai Đức Chung cho nghỉ và thay thế bằng thủ môn Khổng Thị Hằng. Ở trong trận đấu đó thì ông Mai Đức Chung cũng đã có đến 6 sự thay đổi người. Chọc khe hướng đến đà di chuyển của Quỳnh Như. Và điều mà tất cả đang mong chờ lúc này chính là bàn mở tỷ số của các cô gái áo đỏ. Đó là cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của tiền vệ Thái Thị Thảo. Lúc đó thì các cô gái của chúng ta đã lên ngôi vô địch theo thể thức thi đấu vòng tròn. Đây là cơ hội. Trước hai bàn chỉ sau 15 phút đầu tiên. Sau đó thì các cầu thủ trẻ của Việt Nam đã ghi hai bàn, đã bị hàng thủ của Philippines bắt bài. Tình huống nguy hiểm cho các cầu thủ Việt Nam. Vừa rồi thì thủ thành Trần Thị Kim Thanh đã có một tình huống chè chắn rất hợp lý. Và trận hòa không đều trước một đội bóng mạnh như Myanmar ở trận khai màn cũng cho thấy được sự phát triển trong thời gian gần đây của bóng đá nữ Philippines. Của hậu vệ bên phía Philippines dành cho tiền đạo áo số 12 bên phía tuyển nữ Việt Nam. Đại lỗi Thùy vẫn còn. Trong khi đó thì trước đó thì lúc 15 giờ sẽ diễn ra trận tranh hạng 3. Đây là cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Bích Thùy đường chuyền vào. Cơ hội dứt điểm. Bóng đã trôi qua ba cầu thủ nữ Việt Nam trong pha căng ngang vừa rồi của Bích Thùy. Và cùng xem lại, đó là một đường chọc khe hay của đội trưởng Quỳnh Như. Sau đó thì Bích Thùy đã có một pha căng vào nhưng vẫn còn. Rất hay, đó là tình huống phản đoán thành công của thủ thành Trần Thị Kim Thanh. Pha đánh đầu không thực sự khó của các cầu thủ Philippines. Và cùng xem lại tình huống đá phạt cố định của các cầu thủ Philippines. Đó là một đường chuyền vào. Và người có pha đánh đầu dứt điểm đó là Guajeda Miriele.
để là Quỳnh Như mở bóng cho Tuyết Dung. Dưới đêm rất đáng tiếc, đó là vài dứt điểm của Bích Thùy. Chơi nổi bật bên phía đội tuyển nữ Việt Nam, chúng ta cùng xem lại vài dứt điểm trực diện của số 23. Và đoạt bóng thành công của các cô gáo đỏ, đây là Huỳnh Như truyền cho Tuyết Dung. Và trong biên bên phía hành lang cánh trái, đường căng ngang, có dứt điểm, không vào. Bóng vẫn còn cho các cầu thủ Việt Nam. Thêm một cơ hội nữa. Nga Isabel bên phía các cầu thủ Philippines. Đây là pha lên bóng nhanh của các cầu thủ nữ Việt Nam. Quỳnh Như đang di chuyển. Cơ hội đường duyên vào, dứt điểm. Và đó là bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Người ghi bàn là tiền vệ Thái Thị Thảo. Điều mà các cổ động viên mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Sau 1 giờ thi đấu, bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Từ một tình huống lên bóng nhanh thì Dương Thị Vân đã có một tình huống xuống biên bên hành lang cánh phải và thực hiện đường căng vào. Quỳnh Như đã không thể trả bóng trong tình huống trước đó, nhưng ở cú dứt điểm thứ hai thì Thái Thị Thảo đã mang về bàn mở tỷ số cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Sau rất nhiều nỗ lực tấn công thì cuối cùng bàn thắng cũng đã đến. Trần Thị Kim Thanh vẫn đang chơi đây, tập trung trong khuôn khổ của đội tuyển nữ Việt Nam. Cũng bật lên rất cao để đẩy bóng vọt xa, để tìm kiếm bàn thắng sang bằng tỷ số. Và đẩm bóng thành công của Kim Thanh. Với rất nhiều dây áo trắng ở trong khu vực 16m50, họ có những cầu thủ với thể hình vượt trội. Đây là pha lên bóng của các cầu thủ đội chủ nhà, đường chuyền vào. Đã có một tình huống đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài đã cất còi. Trước đó thì các cầu thủ nữ Philippines đã phạm lỗi trong pha tranh chấp bóng. Bản thân của Cambo Gleden cũng đã việt vị trong pha bóng vừa rồi. Rõ ràng lúc này thì Philippines đang chủ động triển khai nhiều hơn những đợt lên bóng. Đây là cơ hội cho các cầu thủ nữ Việt Nam. Tuyết Dung ghi điểm và đó là 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Nguyễn Thị Tuyết Dung rất bất ngờ. Tấm vé vào chơi trận chung kết đang gần hơn với các cầu thủ nữ Việt Nam hơn bao giờ hết. Cách biệt đã được nâng lên thành 2-0 cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Đó là điều mà chúng tôi đã nhắc đến. Những pha lên bóng nhanh của các cầu thủ Việt Nam và có cơ hội đối mặt với thủ thành Falasius Ina thì ngôi sao của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung đã không bỏ qua cơ hội. Tình huống dứt điểm gọn gàng vào góc xa khung thành để nâng tỷ số lên 2-0. Phát bóng biên cho các cầu thủ Philippines.